Mày nói chưa hết câu chuyện đó mày im à? Ủa chưa hết hả? Ờ. Trời, câu chuyện đơn giản như vậy mà không hết. Sao? Em kể quý vị bên đây nghe. Là hồi sáng này em dậy sớm lắm, 6 giờ sáng là em có mặt tại đây rồi. Ờ. Em chờ quý vị vô đây để ghế đúng không? Chờ tí xíu vậy rồi. Rồi. Rồi sao? Rồi. Sao tiếp? Tự nhiên em tới đây cái ma nhập mà. Thôi thôi, khán giả ta rất là đông, đừng có đưa cái mặt ý như là con heo lợn vậy đó. Đây, con nghe bây giờ chúng ta trở lại chương trình trang nhạc nha. Chị nói heo, cái này mới heo nè. Còn ngay bây giờ quý vị sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của nữ hoàng heo quay, người đẹp đang hư. Vỗ tay lên quý vị ơi. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ quý vị sẽ được thưởng thức một ca khúc của nhạc sĩ Lâm Phương, một sáng tác được mang tên Thiên Đàng Hải Âm quý vị nhá. Có thể cho em xin một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn chị, vỗ tay lớn lên được không ạ? Chúc mừng cho 50. Đọc nó cuốn quá. Thôi bây giờ em hát nửa bài em quay qua đây, xong nửa bài em quay qua đây nha quý vị. Mình sẽ khấu bốn mặt, không biết quay mặt nào hết trơn. Đường nào vào thiên đàng ai ơi, là đường vào như thơ lần này. Mùa xuân đang đi trong lòng yêu mới, có hoa vàng phù đơn ngon đó chân mềm. Làm vừa vui sướng tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi trong sâu cây xa bướm, để muôn đời mình còn được yêu nhé. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tay tìm hứa ao, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chưa một ngày phó hồng sẽ vui là về vòng bóng đơn côi, vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, ước mong gì là mình tính trên trăm năm. C, quý vị đang nghe phần khúc mà hút được mày tên Thiên Đàng Hải Âm, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương của mình nha. C, đá giờ đúng vậy ơi, ủa quên, đang ngồi. Cảm ơn em. Cảm ơn à. Cảm ơn heo quay. Trời đất ơi. Bà bèo này bà la lớn rồi. Ngồi yên đi chúc em cho 50. Trời vui vẻ đấy chị. Rồi ra đây với chị nè. Dạ. Vâng ạ. Và bây giờ chúng ta mời khán giả tham gia tham dự. Mẹ em đứng ở đó để với chị chuyển máy bay ra nha. Dạ yeah, hả chị? À, rồi. Dạ đợi xíu. Rồi thôi chạy xuống đi. Dạ rồi thôi. Rồi chúng ta tham gia tham dự với dòng lời này. Và dòng lời này chúng ta cũng có những ký hiệu và cho có giá trị trong dòng lời này ạ. Hả? Gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Thiệt không? Dạ cảm ơn ạ. À. Ai tặng cho em ạ? À? Cảm ơn
chế đó anh chị. Trời ơi. Và cảm ơn những kênh hoa thân thương của quý khán giả nha. Và chúng ta có những ký hiệu sau ạ. 556-625-844-837 và 673. Và những lá dép có ký hiệu này là mới có giá trị trong dòng loại này nha. Cho Phụ xin được nhắc lại, dòng loại này có ký hiệu đó là 556-625-844-837 và 673. Vâng, và bây giờ dòng loại thần tài. Đây là dòng loại thần tài chúng ta dò được hai lần. Và một lần đầu tiên chúng ta đoạt giải qua đó là 5 phân vàng. Và ai đoạt giải rồi, chúng em giữ lá vé đoạt giải lại. Còn những người không đoạt giải chúng ta dò tiếp luôn. Và lượt hai chúng ta đoạt giải qua đó là một bao lì xì 1 triệu đồng. Và bây giờ Phụng sẽ được mời một người lên đây hỗ trợ nha. Rồi hả, anh ở gần. Em mời anh lên. Hồi nãy giờ mời đúng không? Mời anh đi chút nữa chị mời, chút nữa chị mời nha. Rồi mời bên đây ạ. À, cho nó nhanh nha. Và bây giờ chúng ta có lá vé trên tay, bắt đầu. Yo số. Anh ơi, đây chúng mình đi đá gà nha. Mấy gì gà, số gì đây, có mấy gì gà. Em cảm ơn chị một lần nữa nha chị. Số gì đây, có mấy gì gà, có mấy gì đây. Số gì gà, số gì đây, số gì gà, số gì đây. Xin mời quý khách có giấy gần này trở lại đây. Trở lại đây nghe chị số. Số gà, số gà, có mấy gì gà. Số gì đây, có mấy gì gà, có mấy gì đây, có mấy gì gà. Đến hương là nghe tụi em mà nêu số. Có dễ xong được thì đồ đó đều nhà anh. Vé này ở trên tay em bán có 30 ngàn. Cô bao thương mình mua vé giúp cho tụi em. Cảm ơn con số gì đây. Số gì đây, do số con quý chị ơi. Số gì đây, may 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 gì đây. Ai vừa có vé, ai vừa có vé, vừa cái tài, vừa cái tài, đợi ai vừa đợi tài. Số gì đây, may gì đây, may gì đây, trời thành vô ba. Số gì đây, bước lên em thấy muôn vì sao. 4, 16 chị ơi, chị không giảm lòng sao mua thì em nghe chị. 4, 16 vậy vậy làm trước nè chị ơi. 4, 16 số gì đây, có mấy gì đã, mấy gì đây, có mấy gì đã, mấy gì đây. Baby shake do 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 do, baby shake do 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 do, baby shake do 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 do, baby shake. Baby shake do 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 do, baby shake do 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 do, baby shake do 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 do, baby shake. Cá mặt con do 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 do, cá con do 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 do, cá mặt con. Cá mặt cha do 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 do, cha do 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 do, cá mặt cha. Cá mặt mẹ do 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 do, cá mặt mẹ do do do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em thấy cái gì và em thích cái gì nè, em thấy cái gì và em thích cái gì em á. Con có kìa, con chúc kìa, em thấy cái gì em thấy à? Chúc kìa, em thấy tóc á, em thấy nó, em thích nó, em muốn nó là sao em làm sao em á? Ha, khóc hoài cái mặt ý như là con cháu mặc xệ gì đó. Nếu khóc hoài thì mình phải chậm nước mắt. Chầm nước mắt cho nó khô. Trời ơi là trời. Xoay qua đây. À. Rồi, nhắm đổi đầu chuột. Đổi lại. Để gì nó không có được đẹp. Rồi, bây giờ em thấy cái gì, em thích cái gì? Em thấy nó nè. Là ai? Em thấy nó mà em chán quá à. Em không thích nữa. Nó ghê quá à. Cái 1, 2, 3 vô lên nha. Nhân Chi ơi, có phải em là Nhân Chi không ạ? Nếu mà là Nhân Chi, em nhảy một bài được không? Vô đi, nhảy đi, nhảy đi. Vô đây, vô nè. Đợi lên. Tâm linh lắm, đợi lên đi. Nhanh lên tôi nói cái gì. Trước khi em đợi thì em hưởng thưởng nó đi. Quý vị biết 30 Tết mà quý vị nhà cũ kiệu không? Y gan luôn. Khùng. Nó thúi quắc rồi mà thích thế chứ nào. Wow, mùi cải chua. Có cái số đó hả? Lên xe. Số gì nào? Mấy kỳ đây. Chúc anh đài là gái giả trai, còn ông nội này là đàn ông giả gái. 52 còn là 12. 52 à, 52, 52 số gì đây à? Sao nghe à? Gì đây à? Giờ thôi thương viên về coi như thiên à. Nhưng nó bên con giờ như em cùng nguyên à. Đợt nó tâm giàu dân nguyên câu thề à. Con mười sáu. Ở đây có anh trai này cưới vợ mà. Em sẽ thưa ba em nhắc anh đi về nhà. Nhân viên đêm kiểm tra ngày em qua. Hai chị con gia cho chúng ta cứ đi làm rồi. Tìm học du huy cũng phải cho lần được rồi. Em mới với anh sẽ gặp em là mừng ăn. Em nhắc anh chơi ba mẹ anh không cần lo lắng. Thích em bao năm nhưng lòng em chẳng thấy khó khăn. Về thằng con em bay này nó sẽ chào đời 29 thôi. 43 dò số tiếp hết hồn với đồ quý sứ bị dụ dò số tiếp chưa có tin. Mấy gì đây số gì đây, mấy gì đà có mấy gì đây, cái mấy gì đây có mấy gì đà, cái mấy gì đây mấy gì đà. Việt Nam quê tôi thăng cấp mà có bay, còn ai đi xa mà lại không nhớ quê nhà. Việt Nam quê tôi giờ biết bao con người trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam. 7 ạ. Rồi con số 7 đã có những nhân đồ dễ đây nha quý vị nha. Rồi mời chị gái chị ơi tiến lên sân khấu giùm em nha. Dạ em mời chị ạ. Quý vị ơi, lá vé của chúng ta chỉ còn thêm một lượt dò số nữa quý vị nha. Rồi em mời chị ạ. Lúc bây giờ số giùm chị đi em. Dạ. Rồi chúng ta còn một lượt dò số nữa nha quý vị nha. Và đặc biệt quý vị hãy giữ những tờ lá vé chưa trúng lại để cuối chương trình chúng ta đổi vé nha quý vị nha. Rồi. Chị là con gái đúng không? Để coi cái này. Ừ. Nó không
con nhỏ này tội nghiệp ghê, bị đê mà đuôi nữa. Mình phải làm đúng cái kiểu, hiểu không? Con trai mình khác, con gái mình khác. Rồi biết sao không? Sao em? Mấy đời thì bánh đúc có xương, mấy đời bà bóng mà ưa bánh mèo. Vậy ha. Rồi, giờ xuống, chị gặp anh. Giờ là 6-2 năm. Ủa? Heo kêu hả? À. Chị ơi chị, nó chứng tỏ nó là cộng để cho bèo môn á. Ừ, em này thằng ngon quá vậy. 6-2 năm. 6-2 năm đi mấy anh chơi. 6-2 năm, có đúng rồi. Em gái ơi, em tin dùng nào chỉ anh coi. Trời ơi, đi anh đưa ký vô nha. Số 7, số 3. Số 7. Số 7 có 1. 28. Có 28, có 2. 46. Có 3. 58. 58 không có à? Số 7, đây dần dần số 3. Số 3. Số 3 không có kêu à? Rồi, vậy chị ơi. Nhưng mà 58 thì chưa có. 58 chưa có đúng không quý vị? Không sao hết. Không sao hết. Cứ về chỗ không đi sao. Không sao đâu em, không sao ạ. À. Ai cũng hỏi chúng ta rồi cũng sẽ mắc những sai lầm. Nhiều khi nó tối quá, chị đó đâm không thấy. Nên chúng ta quyết định giờ số tiếp. Ủa nè nè nè, bánh bèo đi xuống rồi. Nói tiếng con gái coi. Bánh bèo đi xuống rồi à, nói rồi à. Ủa mày bị mắc ông Phong Long hả? Lên xe. Số tiếp quý vị ơi. Số thì ba. Mày thì ba, mày thì ba, số thì ba. Mày thì đi, mày thì ra, mày thì ra, mày thì ra. Số thì ra. Khát nước quá, khát nước quá, khát nước quá. Uống một cái, ôi chai bia. 33, 33 là lá cờ hờn. Xin lô, xin dừng xe. Ly bia. Vâng, giờ chúng ta khoan rồi bôi và xóa lá dế nha. Rồi con số 33 này có những nhân đồ giải, xin chúc mừng các anh và chị gái à. Khoan, mình đi ăn đất dỗ hả? Sao mà ít quá vậy? Đừng cứ tập trung đông đủ đi các anh chị. Xe sắp tới rồi, mình đi trước dân gia Lào. Chúng ta còn một lượt giờ xuống nữa đó hả? Dạ. Vâng, thưa quý vị, vòng loại số 73. Đúng rồi. Bắn 3 bên trên kiếm gì điểm? Có 1. 28. Có 2. 16. Có 3. Số cuối cùng là con số 7. Hợp lệ. Dòng lại 8, 4, 4. Đúng rồi. Số gì điểm chung qua 33? Có 1. 29. Có 2. 43. Có 3. 55. Hợp lệ. Dòng lại 8, 3, 7. Đúng rồi. 33. Có 1. 28. Có 2. 16. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Dòng lại 6, 7, 3. Trời ơi. Trời ơi. Khoan. Bây giờ 2, 4, 6, 8. Rồi. Mình dư mâm rồi. Bây giờ mình hùng tiền lại đi mua cái ăn chiên ngoài ăn đi. Rồi, giờ số gì chị gái của mình dùng lại 673. Đúng rồi. 33. Có 1. 46. Có 2. 21. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Giờ nhanh luôn ạ. Dùng lại 625. Đúng rồi. 33. Có 1. 28. Có 2. 16. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Dùng lại 625. Đúng rồi. 33. Có 1. 21. Có 2. 46. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Dòng lời 556. Đúng rồi. 33. Có 1. 28. Có 2. 16. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Dòng lời 673. Đúng rồi. 33. Có 1. 43. Có 2. 55. Có 3. 29. Hợp lệ. Dòng lời 8. 37. Đúng rồi. 33. Có 1. 46. Có 2. 21. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Dòng lời 844. Nữa hả? Dòng lời 844. Nữa kìa. Wow. Rồi giờ tiếp ạ. Dòng lại 844. Đúng rồi. 33, 46, 21 và số 7. Có 3. Hợp lệ. Dòng lại 625. Đúng rồi. 33. Có 1. 29. Có 2. 43. Có 3. 55. Hợp lệ. Dòng lại 837. Đúng rồi. 33. Có 1. 29. Có 2. 43. Có 3. 55. Hợp lệ. Dòng lại 844. Đúng rồi. 33. Có 1. 28. Có 2. 16. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Dòng lại 556. Đúng rồi. 33. Có 1. 46. Có 2. 21. Có 3. Số 7. Hợp lệ. Rồi, như vậy là chúng ta đang có bao nhiêu chủ nhân đoạt giải đây ạ? 14 người. Wow, 14 người. Bây giờ chúng ta sẽ thuê chiếc xe đi chùa đi Tốt ơi. Đúng rồi, bây giờ em đi chiếc xe 16 chỗ mình đi chiếc chân danh Lào ha. Rồi bây giờ chúng ta quay số hay là chi điều ạ? Ai quay số giơ tay lên ạ? Ai quay số giơ tay lên ạ? Đa số là thắng nha. Rồi thôi chị bỏ xuống đi. Quay chúng số. Ta nhận qua 200.000 một người. Trời ơi là trời. Mỗi người sẽ nhận qua 200.000. Vâng ạ. Chúng ta tốn đến 14 con gấu ạ. Nhưng không sao đâu ạ. Đó là Hương Nam rất là
rất là phóng khoáng. Đúng rồi, và nên đưa cho chúng ta những dòng loại kỷ niệm ạ. Rồi mời từ người xuống dưới đây nhận nha. Rồi em nhận xong rồi em dựng nè Trúc ơi, rồi dựng ra xe luôn giùm chị nha. Rồi mọi người nhận 200.000 cái ổ bánh mì ra xe cho em Trúc vé nước suối nha. Không sao hết, từ từ dạ, ai cũng có ông này chúng nữa hả? Trời ơi quá đã, có đem giao mèo không mà chú quà cho ông nội. Rồi một cảm ơn nha, một cảm ơn nhiều ạ. Đó là một cái sự mà kỳ tích đó quý vị, nên là và bây giờ chúng ta và cầm lá vé hồi nãy dọt tiếp luôn, chúng ta sẽ đọc giải qua một bao lì xì trị giá 1.000.000 đồng. Bắt đầu do số số gì ra may gì ra hey số gì đây số gì ra số gì đi con số gì đây số gì ra số gì đây quê mình biết của chị lâm lên tóc được cha được mừng tuổi là người tôi có tiền được game này game bán chơi là giàu tháng ngày các con chàng trâu ngày qua tháng đây cây dầu là mưa rồi một con biết tôi sẽ đánh đầy xin nhặt bắt được tay để tiền nhặt bắt lâu đời cho nên cũng đã tháng này tuyệt tâm 25 gạch gạch vô đó là con 25 số gì ra mấy gì đây mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra số gì đây mấy gì ra mấy gì ra muốn nói yêu anh muốn nói yêu anh muốn nói yêu anh mà em không dám 38 dừng xe. Rồi chúng ta khoan rồi bôi và xóa lá vé nha Khánh, nhiều giờ tối như gì ạ? Dạ. Từ từ ạ. Vâng, và dòng loại tiếp theo là một vòng loại đặc biệt cho quý vị nha, vòng loại 40.000 đồng để quý vị trúng qua 1.000.000. Và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số nha, rồi mời tất cả mọi người đứng hàng ngang giùm Phụng nha. Rồi, dạ, lượt này cũng không có thua gì lượt trước đâu ạ. À. Rồi, dòng loại 837. 837 đúng không lại? Còn số gì chiều ra đó là 38. 38 gì chiều ra? Có 1. 21. 21 có 2. 16. 16 có 3. Số 7. Số 7 hợp lệ. Dòng lời 673. 673 đúng rồi. 38 có 1. 21 có 2. 16 có 3. Và số 7 hợp lệ. Với dòng lời 625. 625 đúng rồi. 38 có 1. 55. 55 có 2. 21 có 3. 16 hợp lệ. Dòng lời 556. 556 đúng rồi. 38 có 1. 21 có 2. 46. 46 có 3. 55 hợp lệ. Dòng lời 844 đúng rồi. 38 có 1. 52 có 2. 27. 27 có 3. 12. 12. Và dòng lời 83. Quang, 12 chưa có. Hoa lên không? 12 chưa có. 12 chưa có đúng rồi. Dòng lời 844. 844 đúng không lại? 38 có 1. 55. 55 có 2. 21. 21 có 3. 16. 16 hợp lệ. Dòng lời 844 đúng rồi. 38 có 1. 21 có 2. 16 có 3. Số 7 hợp lệ. Dòng lời 556. 556 đúng rồi. 38. 38 có 1. 21. 21 có 2. 16. 16 có 3. Số 7. Số 7 hợp lệ. Khoan đi, nghỉ mệt cái mệt quá. Dòng lời 837. 837 đúng rồi. 38 có 1. 43 có 2. 52 có 3. 16 hợp lệ. Dòng lời 673. 673 đúng rồi. 38 có 1. 21 có 2. 46. 46 có 3. 55 hợp lệ. Dòng lời 625. 625 đúng rồi. 38 có 1. 43.